Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách vẽ trendline rất là đơn giản nhưng mà nó lại rất là hiệu quả, đem lại hiệu quả rất là cao bởi vì mình đã sử dụng cái cách này từ rất là lâu rồi và nó đã cho mình rất nhiều cái lệnh ngựa chiến thắng, thực sự là như vậy. Và những cái này nó là những cái trải nghiệm của mình mà mình nghĩ là rất ít người đã từng chia sẻ cho các bạn hoặc là rất ít người trong các bạn biết đến những cái điều này. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài học ngày hôm nay, đúng không ạ? Để bắt đầu chúng ta cần phải hiểu được đó là trendline là gì. Thì mình có một cái định nghĩa như sau cho các bạn một cách dễ hiểu nhất và dễ nắm được nhất, đó là trendline là một cái đường thẳng nối những cái điểm swing high và điểm swing low, tức là những cái điểm cao nhất và những cái điểm thấp nhất, hay còn gọi là những cái điểm đáy và những cái điểm đỉnh, những điểm đỉnh và những điểm đáy. Và từ những cái điểm đó chúng ta thể kể được những cái đường thẳng trong một cái thị trường nó có xu hướng đó. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi, nó có thể đường thẳng dốc lên hoặc đường thẳng dốc xuống, đúng không ạ? Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái thời điểm này, chúng ta có thể nhìn thấy trong cái chart này, chúng ta có thể nhìn thấy như sau. Cái ví dụ của mình sẽ sử dụng là cặp EU. Đó, là bạn có thể thấy là giá bắt đầu nó có xu hướng nó đi xuống, đúng không ạ? Chúng ta kẻ đường thẳng qua những cái đáy và đường thẳng qua những cái đỉnh. Đó, đó là những cái việc mà chúng ta cần làm. Và đây là những cái điểm mà chúng ta sẽ gọi là swing high, tức là những cái điểm đỉnh. Và những cái điểm đáy tức là những cái swing low. Đó, đúng không ạ? Và mọi người nhớ là trong cái thị trường mà nó xu hướng giảm là nó tạo ra những cái đáy sau thấp hơn đáy trước và những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không ạ? Đây là đáy sau thấp hơn đáy trước và đây là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không ạ? Thì đây là một cái thị trường trong xu hướng đi xuống. Mọi người thì nhìn thấy đó là giá từ trên đỉnh nó bắt đầu đi xuống, tụt xuống, đẩy lên, tụt xuống, đẩy lên và tụt xuống. Đó, đó là cái xu hướng của thị trường đi xuống, rất là dễ nhận biết, đúng không? Và bên cạnh đấy, ngay bên cạnh chúng ta có thể nhìn thấy đây là một thị trường xu hướng lên. Thị trường xu hướng lên thì việc chúng ta cần làm là chúng ta nối những cái đáy, chúng ta đi lên. Đó, chỉ đơn giản là vậy thôi. Để chúng ta một thị trường xu hướng lên. Đó, thì một thị trường xu hướng lên. Rất là dễ nhìn, đúng không? Đối với thị trường xu hướng lên thì nó sẽ diễn ra như sau, đó là giá này đi xuống, đi lên, bật xuống, đi lên, bật xuống và đi lên, đúng không? Thì những cái điểm này chúng ta gọi là swing high, tức là những cái điểm đỉnh, và những cái điểm này chúng ta gọi là swing low, tức là những cái điểm đáy. Đó, rất là đơn giản, đúng không? Và ở đây mọi người để thấy là những cái đỉnh sau nó càng ngày nó càng cao dần và những cái đáy sau ở đây nó càng ngày nó càng cao dần. Đó, thì đây là chúng ta sẽ được hiểu là trong một cái thị trường mà nó là thị trường đi lên, ở Việt Nam gọi là thị trường uptrend ấy, thì chúng ta để thấy là giá nó xu hướng đi lên, nó tạo thành những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Hoặc ở đâu đó bạn thì gặp những cái khái niệm của họ đó là 2G high và 2G low, đúng không ạ? Đáy sau cao hơn và đỉnh sau cao hơn. Còn ngược lại trong những thị trường xu hướng đi xuống, tức là trong những cái thị trường mà ở xu hướng downtrend ấy, thì nó sẽ diễn ra ngược lại, đó là nó tạo ra những cái lower high và những cái lower low, tức là những cái đáy sau thấp hơn đáy trước và những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó, đó là những cái gì mà mọi người cần phải nhớ khi mọi người bước chân vào cái thị trường này và khi mọi người sử dụng cái vẽ trendline. Vì chúng ta không thể nào chúng ta đi ở cái phần ngọn được mà chúng ta phải hiểu từ cái gốc, đó là tại sao nó xác định được một thị trường xu hướng lên và tại sao xác định một thị trường xu hướng xuống. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói bằng mồm được là thị trường đang lên hoặc thị trường đang xuống mà chúng ta không có một cái bằng chứng nào, hoặc chúng ta không có một cái mấu chốt hoặc một cái nền tảng nào chúng ta xác định cái điều đó. Đó là một cái điều không hợp lý, đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo mà mình sẽ trả lời cho các bạn là tại sao chúng ta cần phải vẽ trendline, thì nó sẽ có hai cái yếu tố chính như ở đây. Thứ nhất, đó là vẽ trendline sẽ giúp các bạn xác định được cái xu hướng của thị trường nó xuống hướng lên hay xu hướng hướng xuống, và từ đó các bạn sẽ ra được những cái quyết định phù hợp là nên mua hay là nên bán. Và thứ hai, đó là trendline nó sẽ được sử dụng như những cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, để từ đó các bạn có thể nhìn thấy là giá nó có xu hướng chạm vào đó, là chạm vào cái vùng kháng cự, có thể giá nó xu hướng nó bật xuống, và ngược lại giá nó chạm vào đấy, nó chạm vào một cái vùng hỗ trợ và nó xu hướng nó đẩy lên. Đó, đấy là cái cần thiết, tức là cái ưu điểm, tức là cái lý do tại sao chúng ta cần phải vẽ trendline, lý do thứ hai. Và từ cái lý do thứ hai đấy chúng ta có thể xác định ra những cái việc mà nó phá vỡ cái trend đó, tức là nó từ một cái trend tăng nó chuyển sang một cái trend giảm, và lúc đấy là cái lúc mà chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh xong cái lệnh mua và lệnh bán của chúng ta. Ví dụ lúc trước đây chúng ta đang xác định ở một cái trend tăng, đúng không ạ? Thì khi mà giá nó chuyển sang cái trend giảm thì chúng ta biết là chúng ta phải chốt lời ở những cái lệnh chúng ta buy và chúng ta chuyển sang, chúng ta mở đầu chúng ta sell. Và ngược lại, nếu mà lúc đầu chúng ta đang ở trong cái trend giảm, chúng ta đang sell rồi và chúng ta đang có một cái mức lợi nhuận tương đối rồi, thì giá nó chuyển sang một cái trend tăng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải
chuyển sang chúng ta lệnh buy đúng không? Và chúng ta sẽ vào một cái ví dụ ở trong cái chat ở thời điểm hiện tại. Ở đây. Nhìn vào chat mọi người có thể nhìn thấy đó là như chúng ta vừa vẽ xong, ở đây là một cái chuyển tăng đúng không? Và ở đây nó bắt đầu nó chuyển sang một cái chuyển giảm. Đó đúng không ạ? Thì cái thời điểm mà chúng ta phát hiện ra cái việc thay đổi trend này nó là thời điểm nào? Là ở thời điểm này. Lúc đó nó tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và những cái đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không ạ? Tuy nhiên, ở cái thời điểm này mình tạm đánh dấu là cái mũi tên ở đây. Đó. Thì điều gì đã xảy ra? Đó là mọi người thì nhìn thấy là nó không còn tạo ra được những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nữa, đúng không? Nếu mà nó tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì giá nó phải lên đến đây và lên đến đây, đúng không? Tiếp tục đi lên đến đây. Nhưng không, ở đây giá nó lại tạo ra những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, đó. Thì bắt đầu giá tạo ra giá ở đây, đó. Thì nó đang từ một cái trend tăng nó chuyển sang cái trend giảm. Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải thay đổi trong cái hành động, những cái phương án, những cái entry của chúng ta. Và để tổng kết lại chúng ta thể vẽ được nó sẽ thành như sau. Đó, một cái chân tăng ở đây đúng không ạ? Đi qua những cái đáy và đi qua những cái đỉnh. Đó. Đây cái chân đi qua những cái đỉnh của bạn đúng không? Tuy nhiên đến sang cái phần này thì giá lại không đi qua được, tạo được những cái đỉnh mới và những cái đáy mới nữa. Nó tạo ra những cái đáy cũ và những cái đỉnh cũ thấp hơn. Đó. Đúng ạ, rất là dễ nhìn. Mọi người có thể nhìn thấy một cái sự đảo trend ở đây. Đây là cái vùng mà nó thay đổi, diễn biến của cái trend nó đã thay đổi, đúng không? Đó. Và mọi người nên nhớ và mình có thể nhắc lại mọi người rất là nhiều lần, đó là chúng ta sẽ không sử dụng những cái trend line này để vào lệnh một cách mù quáng. Tức là tại sao? Chúng ta cần phải có sự đợi một cái sự xác nhận rõ ràng hơn nữa bằng những cái chỉ báo khác, bằng những cái indicator khác, hoặc là bằng những cái price action khác để chúng ta vào lệnh. Chứ chúng ta sẽ không nhắm mắt, chúng ta sẽ không nhắm mắt, nhắm mũi để vào lệnh khi mà giá nó chạm cái vùng này chúng ta lập tức chúng ta sell, hoặc giá chạm vùng này lập tức chúng ta buy. Thì đấy là một cái điều sai lầm mà mọi người cần phải nhớ và mọi người phải tránh phải nhé. Dù nó có chạm đó đấy hay là không chạm, hay là nó sắp chạm đi chăng nữa, thì cái việc chúng ta cần làm, chúng ta cần phải có sự xác nhận trước khi chúng ta vào lệnh. Nhớ nhá. Chúng ta thể chuyển sang bất cứ một cái loại tiền nào khác để chúng ta xác định những cái điểm đó. Ví dụ UZ. UZ trong giai đoạn này chúng ta để thấy đây là một xu hướng tăng đúng không ạ? Nó tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. À đấy, sau cao hơn đỉnh trước. Và tương tự nó tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đó, đúng không? Đó. Và đây chúng ta xác định một xu hướng tăng. Thì cái việc mọi người cần làm là chúng ta cần xác định những điểm đỉnh và những điểm đáy. Swing high là điểm đỉnh và những swing low đấy là điểm đáy. Đó là những cái điểm chúng ta cần phải xác định khi mà chúng ta vẽ một cái trend line. Đó. Và chúng ta là đã hiểu được cái khái niệm đơn giản nhất là vẽ trend line là như thế nào rồi. Và chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo bài học ngày hôm nay mà mình sẽ chỉ cho mọi người, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải có. Cần phải có nhé. Những cái điều chúng ta cần phải có và những cái điều chúng ta nên có khi chúng ta vẽ trendline để xác định trendline một cách hiệu quả. Tức là xác định trendline một cách cứng, đúng không ạ? Một cái trendline một cách cứng cáp nhất. Đó. Thì ở đây mình còn nêu ra bốn cái luận điểm như này để cho các bạn để tham khảo cụ thể như sau. Đó là ít nhất là nó phải có hai đỉnh và hai đáy. Ít nhất là nó phải có hai đỉnh và hai đáy. Mình nhắc lại ít nhất. Đó. Bởi vì rõ ràng là để kẻ một cái đường thẳng bạn cần phải qua hai điểm mà, đúng không? Nếu mà nó đi qua được càng nhiều điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm thì nó sẽ càng tốt. Nhưng ngược lại, nó không có nghĩa là nó đi qua được càng nhiều điểm thì chắc chắn ở trong tương lai chạm cái điểm đó nó sẽ hành động như những cái điều nó xảy ra trong quá khứ, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà nó cứ làm đi làm lại như thế thì nó sẽ không có chuyện nó thay đổi trend được, đúng không? Và nó sẽ làm một cái trend nó sẽ đi thẳng như vậy mãi, hoặc nó sẽ đi xuống như vậy mãi, đúng không? Đó, phải lưu ý cái đó cho mình. Thứ hai, đó là những cái việc mà kẻ trendline nó không phải lúc nào nó hoàn hảo. Tức là không phải lúc nào bạn cũng kẻ trendline qua được toàn bộ những cái điểm đỉnh và những cái điểm đáy trong cái trend đó đâu. Đó, và đấy là điều chúng ta phải chấp nhận. Thứ ba là chúng ta phải sử dụng trendline như là một cái vùng, một cái vùng nhá. Một cái vùng để chúng ta xác định điểm đỉnh và điểm đáy. Và nó sẽ là một cái để làm một cái xu hướng, tức là một cái hướng dẫn cho chúng ta là biết là à thị trường đang xu hướng tăng hay là thị trường đang sau một xu hướng giảm, chứ nó không phải là điểm nhá. Tức là nó không phải là nhất là đến điểm đấy 100% ở điểm đấy nó sẽ có một cái phản ứng, mà nó có thể nó chênh lên một chút hoặc nó giảm xuống một chút đó.
Đấy là lý do tại sao chúng ta gọi là vùng. Và thứ tư là cái quan trọng nhất mọi người thường hay bỏ qua, đó là nếu mà chúng ta không vẽ được trendline thì thôi, chúng ta đừng ép thị trường đi vào cái góc nhìn chúng ta. Bởi vì nếu bạn cứ ép vào thị trường đi vào góc nhìn của mình thì nó sẽ mang cái tính chủ quan, tính cảm tính của mọi người, và lúc ấy thị trường nó sẽ thực sự nó sẽ không đi theo cái điều mà bạn muốn đâu. Lúc này thị trường nó lập tức nó sẽ đi ngược lại cái điều bạn muốn ngay, ngay lập tức nó sẽ đi ngược lại cái điều bạn muốn đó. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn ngay lập tức ở thời điểm hiện tại, đó là chúng ta sẽ vẫn sử dụng cặp Uzi để chúng ta vẽ. Cái cách mình vẽ hay làm nhất là mình hay chuyển sang đồ thị dạng đường xong mình vẽ. Nhưng mà thôi, đây mình sẽ vẽ trước như này. Đó. Nhìn trong hình chúng ta xác định được những cái điểm mà swing 2 thương dáng nó chạm vào đây và đi xuống, đúng không? Những cái điểm swing low ra chạm lên này lên, đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy những cái điều gì? Đó là ở đây nó sẽ có những cái điểm mà nó gọi là những cái điểm tiếp xúc không hoàn hảo. Tức là giá nó sẽ không chạm được vào những cái đường trendline ở đây ngay lập tức. Nó không được chạm vào đây 100% mà nó chỉ gần đến đó nó đảo chiều thôi. Thế nên mình mới gọi là trendline nó là một vùng chứ nó không phải là một điểm. Thế chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó chạm đến đúng cái điểm đấy 100% nó mới đảo chiều, đúng không? Mà nó có thể nó chênh hơn một chút, nó tụt xuống hơn một chút, nó đã đảo chiều rồi, đúng không? Và ngược lại ở dưới cái điểm này chúng ta sẽ có những cái điểm mà giá nó chạm vào đó nó đảo chiều bật lên đó. Rất nhiều. Và ngược lại chúng ta sẽ có những cái điểm chúng ta không hoàn hảo, chúng ta chấp nhận là giá nó chưa chạm vào đó mà nó đảo chiều đó. Thì cái mà mình muốn nhắc mọi người ở đây đó là chúng ta sẽ vẽ cái đường trendline được qua được càng nhiều điểm càng tốt, và càng nhiều điểm đỉnh, càng nhiều điểm đáy càng tốt, chứ chúng ta không phải là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải vẽ 100% qua những cái điểm đỉnh và 100% qua những cái điểm đáy, đúng không? Đấy một cái nhận định sai lầm đó. Bất cứ cặp nào mọi người đều có thể sử dụng được những cái này cả, đều có thể sử dụng được những cái điều này. Và nhớ là nó có thể sử dụng ở bất cứ những cái khung thời gian nào, chứ nó không phải chỉ sử dụng được ở khung thời gian ngày, khung thời gian giờ, hoặc là khung thời gian 1H hoặc thời gian 4H. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng được ở những cái khung thời gian khác nhau đó. Và cái cách mà mọi người vẽ trendline ấy, thì đơn giản nhất là mọi người vẽ như sau. Mọi người vẽ như sau, mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cách đó mọi người vẽ như sau. Đầu tiên mọi người chuyển sang cái đồ thị dạng đường. Cái việc này nó sẽ trả lời cho mình một câu hỏi là khi mà mọi người vẽ trendline thì mọi người sẽ hỏi là vẽ trendline qua cái điểm đóng nến hay vẽ điểm trendline qua điểm dâu nến, đúng không? Thì mình trả lời là, lại một lần nữa mình trả lời là mình sẽ vẽ trendline qua cả điểm dâu nến và cả điểm đóng nến, bởi vì trendline của mình nó là một vùng chứ nó không phải là một đường, đúng không? Đầu tiên mình chuyển cái đồ thị dạng đường. Thì ngay ở đây lập tức mình có thể vẽ trendline được qua được những cái đường đỉnh đó, tức là những cái điểm đóng nến. Đó, đúng không? Ngay lập tức chúng ta nhìn ra được cái trendline đó là trend gì, trend tăng hay trend giảm, đúng không? Đó. Đây là một cách vẽ rất là đơn giản. Sau khi mọi người vẽ thế xong, mọi người được chuyển sang những cái điểm dâu nến. Vì cặp này nó không có dâu nến, mình sẽ tìm một khoảng thời gian khác. Ở đây mình có thể sử dụng cặp Uzi cho mọi người. Kẻ qua những cái đỉnh rồi, đúng không ạ? Sau đó chúng ta kẻ qua những cái đáy. Đó. Chúng ta gặp những cái điểm mà chúng ta tiếp xúc không hoàn hảo, tức là không tiếp xúc với trendline mà nó đã đảo chiều rồi. Thì ok, đấy là những cái điểm mà chúng ta phải chấp nhận. Nó không cần phải quá là quan trọng để chúng ta vẽ 100% chúng ta qua được những cái điểm đó. Đó là việc không cần thiết. Còn đây mọi người có thể thấy những cái dâu, bởi vì những cặp này dâu nó bé. Nếu mà mọi người muốn vẽ cả dâu thì mọi người có thể vẽ trendline qua những cái điểm dâu nến nữa. Vẫn tuân thủ quy tắc kia, mọi người chỉ cần hai điểm đỉnh, hai điểm đáy là mọi người vẫn đã vẽ được rồi đó. Thì đây là cái thời điểm mà mọi người đã hoàn thành được một cái trendline, đúng không? Còn không cần nhất thiết là mọi người phải quá là chi tiết để vẽ qua như thế này nữa, bởi vì
có thể là vẽ như thế nó sẽ đem lại cái hiệu quả hơn một chút, nhưng mà thực sự nó sẽ rối mắt hơn rất là nhiều. Mà hai nữa, nó sẽ không đáp ứng đủ nguyên tắc là chúng ta bắt được đúng cái điểm đỉnh hay điểm đáy, mà những cái điểm kia nó chỉ là những cái trend nhỏ trong này thôi. Thì ở trong những cái bài học lần sau mình sẽ chỉ cho mọi người đó là làm sao để sử dụng những cái trend nhỏ để đánh những khung thời gian ngắn hơn, những cái khung mà chúng ta đánh scalp nó hiệu quả hơn đó. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ cần vẽ qua những cái điểm đỉnh và những cái điểm đáy thôi. Tạm thời chúng ta sẽ không cần quan tâm đến những cái điểm đỉnh với đáy ở trong lòng cái trên line đó. Đó. Thì những cái điểm đó về sau chúng ta sẽ sử dụng ở trong những cái bài học về sau nhiều hơn. Đó. Và nên nhớ nhé, khi mọi người vẽ trên line thì mọi người nên vẽ cái đường trên line nó dài ra, bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta sử dụng về sau. Đó. Về sau mọi người sẽ biết là giá đây nó tụt khỏi trên line này và nó khả năng nó hồi lại đây và nó tụt tiếp. Thì đây có thể là cái điểm mình sẽ gọi là pullback và nó test lại cái trend đó. Thì đấy là cái thời điểm chúng ta sẽ vào lệnh. Đúng không ạ? Thì cái việc vẽ trendline nó không khó, nó không quá là khó, mà cái chính là mọi người cần phải nhìn nhiều thì mọi người sẽ ra được cái điều đó một cách nhanh nhất. Và chỉ cần chăm chỉ thôi và chỉ cần luyện tập thường xuyên thôi, mình nghĩ là chắc chắn mọi người sẽ đều làm được cái điều này cả. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian mọi người đâu. Thậm chí mọi người có thể về sau mọi người có thể chỉ nhìn vào mắt thường thôi là mọi người đã có thể thấy cái trend đó rồi. Mọi người thậm chí mọi người không phải kẻ vẽ nhiều làm gì, bởi vì đến lúc đấy mọi sự nó đã quá là quen thuộc với mình rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta nhận thấy ngay lợi ích của trendline, đó là giá bắt đầu chạm những vùng này chúng ta thể mở được những cái lệnh bán, đúng không? Chúng ta mở những cái lệnh bán ở đây ngay lập tức chúng ta có lời, đúng không? Bởi vì chúng ta đã được học cái bài này, chúng ta đều biết là trendline nó sử dụng những cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Đối với vùng kháng cự thì sao? Thì giá chạm vùng này nó có suy nghĩ nó có khả năng nó sẽ tụt xuống, thì ở thời điểm đấy chúng ta lại kết hợp với những cái chỉ báo khác mà mình sẽ dạy ở trong cái phần nâng cao về sử dụng trendline cũng như đa khung thời gian ở trong cái video sau. Mình sẽ chỉ cho mọi người một cách mà nó rất thực sự là hiệu quả. Thực sự là hiệu quả, và nó cứ chạm vào nó sẽ bật xuống, chạm vào nó sẽ bật xuống. Và đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ biết là khi nào chúng ta nên mở lệnh sell, khi nào chúng ta nên mở lệnh buy. Đó. Nó sẽ đem lại khoản lợi nhuận cho mọi người rất là nhiều. Hai nữa, điều thứ hai mọi người nhìn trend này. Đó là chúng ta phát hiện được thời điểm nào break trend. Đó là thời điểm nào nó xác định nó đảo xu hướng, từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Như mình đã nói ở phần đầu video, đó là cái thời điểm mà chúng ta phải thay đổi chiến thuật, chiến lược chúng ta. Là chúng ta đang có những cái lệnh sell, có lời chúng ta phải chốt. Đó. Và chúng ta phải chuyển từ những cái lệnh sell đấy sang một cái lệnh buy, bởi vì thị trường nó đang từ cái xu hướng giảm rồi, bây giờ chuyển sang một cái xu hướng tăng. Thì để phù hợp với xu hướng tăng thì chúng ta phải có sự thay đổi của bản thân, đó là chuyển sang lệnh buy thôi, và chúng ta chốt lời bằng lệnh buy chứ không phải chốt lời bằng lệnh sell nữa, đúng không ạ? Đó. Thì đấy là tất cả những cái gì của bài học ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, là cách sử dụng trendline và vẽ trendline cách hiệu quả. Mình sẽ tóm tắt lại cho mọi người như sau, đó là để vẽ trendline hiệu quả chúng ta cần phải có những có yếu tố sau, đó là giá phải đi qua hai đỉnh, ít nhất là hai đỉnh hoặc hai đáy, ít nhất là hai đỉnh hoặc hai đáy, và nếu mà đi qua được càng nhiều thì càng tốt, không sao cả. Cái thứ hai mọi người phải lưu ý là chúng ta không bắt buộc phải vẽ trendline qua được 100% nhé. Tất cả những cái đỉnh và những cái đáy có ở trong cái đồ thị đó không phải đi qua 100% nhé, mà chúng ta phải chấp nhận là có những cái điểm nó không hoàn hảo, tức là nó chưa chạm vào đấy mà nó đã đổi chiều đó, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta phải chấp nhận. Thứ ba đó là nếu mà giá nó không kể được một cái trendline nào đó thì chúng ta phải chấp nhận là thôi, chúng ta sẽ không vẽ trendline, chúng ta sẽ đi tìm cái cơ hội gặp thời gian khác. Chúng ta không thể nào bắt thị trường nó đi theo hướng của chúng ta được, đúng không ạ? Đấy là những cái mà mình muốn mọi người lưu ý. Và một cái cuối cùng mà mình muốn mọi người phải chắc chắn mọi người phải nhớ, đó là trendline mọi người phải sử dụng đấy như là một cái vùng, chứ nó không phải là một điểm, tức là nó có thể tranh thấp xuống hoặc là tranh nhiều lên. Đó, chứ nó không phải là đến chắc chắn cái điểm đấy 100% là đến cái giá đúng, đến từng pip, từng point đấy là nó sẽ thay đổi, thì không có chuyện đó. Mà nó sẽ phải là một khoảng, là nó sẽ là một cái cho mọi người biết được cái xu hướng đang là xu hướng gì, xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Xu hướng tăng thì chúng ta sẽ mua, và xu hướng giảm thì chúng ta sẽ bán, đúng không ạ? Đấy là cái tác dụng của cái trendline. Và một cái nữa mình không thể không nhắc cho mọi người, đó là khi mà chúng ta sử dụng trendline chúng ta phải kết hợp với những cái xác nhận khác nữa, những cái chỉ báo khác nữa và những cái công cụ khác nữa, để chúng ta vào được một cái điểm vào lệnh nó an toàn nhất, hiệu quả nhất và có một cái khả năng đạt được cái mức lợi nhuận cao nhất. Và cái đó mình sẽ chia sẻ trong cái video lần sau, cái cách mà chúng ta sử dụng trendline, cách nâng cao kết hợp với phân tích đa khung thời gian, đúng không ạ? Thì rất mong các bạn sẽ theo dõi tiếp theo ở cái video nâng cao đó. Còn ở video cơ bản này chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ của chúng ta, đó là làm như thế nào để kể được trendline một cách hiệu quả và đơn giản, mà
vẫn đem lại cái khả năng cao cho mọi người, là vẫn đem lại lợi nhuận cho mọi người. Thì đó, cái bài học ngày hôm nay đó là đã hoàn thành được việc đó. Còn ở trong bài học phía sau, bài học nâng cao, chúng ta sẽ học thêm đó. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ngày hôm nay.